Vô tình nhìn thấy cuộc sống của hai cụ bà trong một viện dưỡng lão, tôi mới vỡ lẽ ra hạnh phúc tuổi già cũng là một sự lựa chọn. Có người nói đông con thì mới nhiều phúc, tuổi già nhờ vậy mà vui vẻ, song không phải người già nào cũng được may mắn như vậy. Tôi từng làm việc trong một tổ chức phúc lợi cộng đồng. Có lần tôi và một đồng nghiệp được điều đi công tác đến một viện dưỡng lão để kiểm tra cách người ta sử dụng phúc lợi và quỹ từ thiện như thế nào cho các cụ già. Vì xuất hiện đột ngột nên cũng nhờ vậy mà có thể nhìn thấy những gì chân thật nhất ở bên trong viện dưỡng lão. Lần thăm hỏi ấy cũng là một trải nghiệm sâu sắc nhất trong quãng thời gian làm việc của tôi. Để tránh trường hợp người ta sắp xếp trước thì tôi và đồng nghiệp vừa xuống xe liền chia nhau ra các khu để nắm bắt tình hình. Các cụ ông cụ bà ở phòng nào, nằm giường nào đều được thống kê đầy đủ. Tôi chỉ có việc đi đến những đối tượng mà tôi được phân công mà thôi. Trong căn phòng ấy có hai cụ bà. Nhìn rồi mới biết viện dưỡng lão này quả thật là rất khá. Điều kiện vệ sinh đã đạt chuẩn, chuyện ăn uống cũng được bảo đảm. Các cụ bà mặc quần áo chỉnh tề, đầu tóc và móng tay được chỉnh lý gọn gàng, chăn gối đều sạch sẽ. Có thể thấy các nhân viên của viện dưỡng lão này rất có tâm với người lớn tuổi. Tôi lấy giấy bút bắt đầu thăm hỏi một vài cụ ông cụ bà, cũng cho họ cơ hội để đóng góp ý kiến đối với cung cách làm việc của viện dưỡng lão này. Cụ bà đầu tiên tôi hỏi thăm đã gây ấn tượng với hình ảnh đọc sách dưới ánh nắng chiếu qua khung cửa sổ. Cụ bà này có họ Hòa, cách bà nói cho tôi nhận biết cách viết của họ của mình rất tinh tế và có học thức. Thời gian nói với cụ bà này không nhiều, nhưng cái nét học giả sâu sắc của bà đã khiến cho tôi nhớ mãi không quên. Chuẩn bị đi sang phòng kế bên, cụ Hòa đã nhắc nhở tôi rằng tốt nhất là cô đừng đi qua phòng đấy, vì bà ta rất hung, có thể đánh cô. Người sau 50, tuổi tác không đáng lo mà là cuộc sống hữu hạn, sau nghỉ hưu có cơ hội bắt đầu một cuộc đời mới. Quả nhiên khi tôi vào phòng thì cụ bà đã lớn tiếng mắng tôi bằng cái giọng địa phương, tính tình không hiền một chút nào. Càng hỏi thăm thì bà càng mất bình tĩnh. Bà lớn tiếng đến mức các y tá phải vào giúp đỡ, viện trưởng cũng phải xuất hiện để khuyên can. Khuyên không thành thì viện trưởng chỉ đành nói, bà ấy là như vậy, tốt nhất đừng tiếp cận, nếu muốn biết về tình hình của bà thì hãy hỏi tôi. Thì ra cụ bà này có hai người con trai và một người con gái. Tháng này đến lượt cô con gái vào viện thăm bà. Cũng vì có nhiều con mà không được nhờ, lại phải vào viện dưỡng lão nên bà mới tức giận như vậy. Ngày nào cũng đòi về nhà, nhưng bà làm gì còn nhà để mà về. Nếu cô muốn liên lạc với người nhà của bà thì hãy gọi điện thoại cho cô con gái. Hai người con trai kia có lẽ sẽ không trả lời cô, sẽ không trả lời cô bất kỳ vấn đề nào đâu, viện trưởng nói với tôi. Viện trưởng lại nói tiếp về cụ bà họ Hòa. Bà Hòa thì khác, bà không có con, chồng mất rồi bà liền bán đi căn nhà, tự đến sống tại viện dưỡng lão. Mỗi ngày bà đều đọc sách, đi dạo, trồng hoa, có hôm còn đánh đàn tranh cho những người bạn già khác nghe. Tôi thật bất ngờ vì cụ Hòa đã không có con cái gì cả, song nghĩ lại cũng đúng, nhiều khi người ta muốn lại không thể có. Chuyện con cái đôi lúc cũng lực bất tòng tâm, nhưng cũng vì không có con cái mà bà mới có thể giải quyết chuyện dưỡng già của mình một cách suôn sẻ như vậy. Chuyến đi thăm hỏi viện dưỡng lão này đã giúp tôi vỡ lẽ ra nhiều điều. Thì ra hạnh phúc tuổi xế chiều không liên quan đến con cái. Hạnh phúc là sự lựa chọn. Đôi khi có con còn sinh ra nhiều phiền phức và phiền muộn nữa là đằng khác. Kể từ hôm ấy thì tôi nhận ra rằng phải yêu bản thân của mình nhiều hơn, dung dị với chuyện kết hôn và sinh con. Có người đồng hành cùng mình khi về già thì thật sự may mắn, nhưng không có thì cũng chẳng sao, chỉ sợ bản thân không có đủ sức khỏe để tận hưởng hạnh phúc mà thôi. Do vậy bắt đầu từ hôm nay, tôi tập trung rèn luyện sức khỏe, để ý đến cảm xúc và tâm trạng của mình hơn, tạo thành thói quen tốt. Chỉ như vậy mới mong cuộc sống tuổi xế chiều được thoải mái và an yên. Sự nghi ngờ của nữ y tá đã cứu bệnh nhân tưởng chừng hết thuốc chữa. Bà Julie bị ho kéo dài một vài năm, nhưng các bác sĩ đã không chẩn đoán được chính xác của bệnh cho tới khi nữ bệnh nhân nói chuyện với một y tá.
Năm 2018 thì Julie Silverman bị ho nặng. Bà đã đến gặp bác sĩ quen của gia đình để kiểm tra, nhưng không chẩn đoán được lý do. Sau đó thì vị bác sĩ này gửi bà Julie tới nhiều cơ sở y tế khác, nhưng không nơi nào tìm ra nguồn gốc của cơn ho và cách điều trị. Trong vài năm tiếp theo, tình trạng ho của bà Julie ngày càng trầm trọng hơn. Bà đã phải đi chích ngừa dị ứng hàng tuần ở một khu trung tâm chăm sóc sức khỏe. Tại đây thì bà đã gặp một y tá có tên là Allison. Julie Silverman bị ho nặng kéo dài nhưng không được chẩn đoán ra bệnh. Bà Julie nhớ lại, cô ấy thực sự bối rối khi thấy tôi ho nhiều như vậy và thường hỏi tôi dạo này thế nào. Tại thời điểm đó, các bác sĩ thường nói tôi không đáp ứng với phương pháp điều trị và họ sẽ thử cách khác. Dù chứng ho của bà Julie dường như vô phương cứu chữa, nhưng nữ y tá Allison vẫn rất tích cực theo dõi hỏi han. Cô nhận thấy tình trạng của bệnh nhân ngày càng tồi tệ. Bà Julie kể, tôi có vẻ tệ hơn nhiều, giọng thì khan đục đi, rất là khó thở, thở khò khè và ho nhiều. Cô ấy kiên quyết rằng có điều gì đó không ổn với đường thở của tôi. Allison đã đề nghị một bác sĩ trong phòng khám thực hiện nội soi khí quản cho bà. Bác sĩ đưa ống nội soi có gắn camera qua mũi và xuống cổ họng của bệnh nhân để kiểm tra xem có tắc nghẽn nào hay không. Khi quá trình trên kết thúc thì bà Julie biết là bác sĩ đã tìm thấy thứ gì đó. Qua nét mặt của họ thì tôi biết có điều gì đó không ổn. Bà nói, theo NPR, kết quả cho thấy bà Julie mắc tình trạng hẹp hạ thanh môn, có mô sẹo hình thành ở phía trên của khí quản và đường thở của bệnh nhân đã bị chặn 75%. Đây là một tình trạng không phổ biến, xác suất xảy ra với khoảng 1 trên 400.000 người, bệnh rất nghiêm trọng và có nguy cơ gây tử vong nếu không được điều trị vì đường thở đang bị bít kín. Kết quả chẩn đoán đã cung cấp cho bà Julie thêm thông tin để tìm một bác sĩ chuyên khoa có thể điều trị đúng cách. Hiện người phụ nữ này làm tình nguyện viên tại bệnh viện địa phương, đạp xe đi bộ đường dài trực tuyến và dành thời gian cho gia đình và bạn bè. Bà Julie vẫn thường nghĩ đến nữ y tá Allison khi làm những việc mang lại niềm vui cho mình. Nếu Allison không chắc chắn có điều gì đó không ổn và nhờ bác sĩ kiểm tra cổ họng của tôi, thì tôi đã không biết chuyện gì sẽ xảy ra. Chính sự kiên trì, siêng năng, luôn lắng nghe, tôn trọng tôi của cô ấy đã giúp tôi được chẩn đoán kịp thời. Allison là người hùng thầm lặng của tôi, bà Julie đã ca ngợi cô. Một cựu giảng viên đã tặng trường y 1,3 tỷ đô la để miễn học phí cho sinh viên. Theo hãng tin Reuters, số tiền trên được bà Gosterman quyên góp từ tài sản của người chồng quá cố là David Sandy Gosterman, một nhà tài chính ở phố Wall đã qua đời vào tháng 9 năm 2022. Bà Gosterman cho biết trong một tuyên bố, tôi rất biết ơn người chồng quá cố vì đã để lại số tiền này cho tôi. Tôi cảm thấy may mắn khi được nhận đặc ân lớn lao là tặng món quà này vì mục đích xứng đáng như vậy. Bà Gutersman bắt đầu công tác tại trường y dược vào năm 1968. Trong thời gian làm việc tại trường, bà đã nghiên cứu về trẻ em và xây dựng chương trình xóa mù chữ cho người trưởng thành. Với món quà của bà Gutersman, tất cả các sinh viên chính quy hiện tại sẽ được hoàn trả học phí học kỳ mùa xuân năm 2024 và các học sinh trong tương lai cũng sẽ được miễn học phí. Học phí của trường y Albert Einstein là khoảng 60.000 đô la Mỹ một năm cho một sinh viên. Trong đó, nhiều sinh viên đã mắc nợ hơn 200.000 đô la Mỹ sau khi tốt nghiệp. Nhà trường cho biết món quà này sẽ giúp thu hút một nhóm cá nhân tài năng và đa dạng, những người có thể không có đủ điều kiện để theo học ngành y. Đây là món quà lớn nhất từ trước đến nay được trao cho một trường y ở Mỹ. Trường Albert Einstein có khoảng 1.100 sinh viên theo học, nằm ở Bronx, New York. 7 lưu ý cần biết khi phải chụp cộng hưởng từ MRI. Ai nên tránh chụp MRI này? Trước khi chụp MRI thì bạn cần phải tháo bỏ tất cả đồ trang sức kim loại trên cơ thể, bao gồm vòng cổ, vòng tay, đồng hồ, nhẫn, răng giả và trao cho người thân hoặc nhân viên y tế bảo quản. Nhiều người có ác cảm với chụp MRI, cho rằng đây là một xét nghiệm không cần thiết, thậm chí có thể gây nguy hiểm cho sức khỏe.
Ngược lại, cũng có người tin tưởng mù quáng vào MRI, coi đây là phương pháp khám phổ quát, có thể phát hiện được mọi bệnh tật. Cả hai thái độ cực đoan này đều xuất phát từ những hiểu lầm nhất định. Trên thực tế, khi bác sĩ đề nghị bệnh nhân chụp MRI, họ sẽ cân nhắc dựa trên nhiều yếu tố. Tại sao không nên chụp MRI? Một số bệnh nhân không phù hợp để chụp MRI. Với bệnh nhân có vật liệu cấy ghép kim loại hoặc máy tạo nhịp tim, chụp MRI có thể gây ra một số rủi ro. Đối với một số bệnh lý khác, chụp MRI có thể không phải là lựa chọn tốt nhất. Ví dụ như đối với bệnh lý phổi, chụp CT có thể phù hợp hơn. Thứ hai là giảm chi phí cho bệnh nhân. Chụp MRI thường mất nhiều thời gian hơn so với phương pháp chẩn đoán hình ảnh khác, dao động từ 30 phút đến 1 tiếng. Đối với những bệnh nhân cần được điều trị khẩn cấp, thời gian chờ đợi có thể ảnh hưởng đến hiệu quả điều trị. Do đó, bác sĩ có thể lựa chọn phương pháp khác nhanh hơn trong những trường hợp này. Chi phí chụp MRI khá cao cũng là một rào cản đối với nhiều bệnh nhân có điều kiện kinh tế hạn hẹp. Do đó, khi đề nghị chụp MRI, bác sĩ sẽ cân nhắc đến khả năng chi trả của bệnh nhân để bảo đảm việc kiểm tra phù hợp với tình hình tài chính của họ. Chụp CT có thể mang lại kết quả chính xác hơn cho một số bệnh lý như gãy xương, chấn thương đầu, xuất huyết não hoặc là rối loạn chức năng của phổi. Như vậy thì việc bác sĩ không đề nghị chụp MRI không đồng nghĩa với việc phương pháp này vô dụng hay nguy hiểm cho sức khỏe. Họ sẽ dựa trên nhiều yếu tố như tình trạng bệnh nhân, loại bệnh, khả năng chi trả và nhu cầu điều trị để đưa ra quyết định phù hợp. Những lưu ý khi chụp MRI. Thứ nhất, tháo bỏ đồ trang sức kim loại. Trước khi chụp MRI thì bạn cần tháo bỏ tất cả đồ trang sức kim loại trên cơ thể. Việc này nhằm tránh để các vật dụng kim loại ảnh hưởng đến chất lượng hình ảnh do nhiễu từ. Thứ hai là thông báo về các vật liệu kim loại trong cơ thể. Nếu bạn có các vật liệu kim loại được cấy ghép trong cơ thể như là nẹp vít, thép thì hãy thông báo cho bác sĩ trước khi chụp MRI. Bác sĩ sẽ điều chỉnh cường độ, từ trường và thời gian chụp phù hợp để bảo đảm an toàn và tránh các tổn thương không mong muốn do sự di chuyển hoặc sinh nhiệt của vật liệu kim loại trong môi trường từ trường. Thứ ba là chụp MRI cho phụ nữ mang thai. Nếu bạn đang mang thai và cần chụp MRI, hãy thông báo cho bác sĩ để được đánh giá rủi ro và có biện pháp phù hợp. Việc này nhằm bảo đảm an toàn cho thai nhi khỏi những ảnh hưởng tiêu cực từ trường. Thứ tư là máy điều hòa nhịp tim hoặc là máy khử rung tim. Nếu bạn có máy điều hòa nhịp tim hoặc máy khử rung tim hoặc thiết bị y tế khác ở trong cơ thể, bạn cần phải thông báo trước để bác sĩ đánh giá rủi ro và thực hiện các biện pháp cần thiết tùy theo tình huống cụ thể. Điều này nhằm ngăn chặn từ trường can thiệp vào các thiết bị này và gây ra những nguy hiểm không đáng có. Thứ năm là người mắc chứng sợ hãi không gian kín. Đối với những người mắc chứng sợ hãi không gian kín thì việc chụp MRI có thể gây ra cảm giác lo lắng và sợ hãi. Hãy chia sẻ vấn đề này với bác sĩ để được hỗ trợ, ví dụ như sử dụng thuốc an thần giúp giảm bớt căng thẳng trong quá trình chụp. Thứ sáu là bảo vệ thính giác. Rất nhiều tiếng ồn sẽ được tạo ra trong quá trình kiểm tra cộng hưởng từ. Vì vậy, bạn cần đeo các thiết bị bảo vệ thính giác như là nút tai hoặc là bịt tai lại trong quá trình kiểm tra. Điều này là để bảo vệ thính giác khỏi bị tổn thương. Thứ bảy là đặt lịch hẹn và tuân thủ thời gian. Chụp MRI cần được đặt lịch hẹn trước và bạn nên đến đúng giờ để bảo đảm quy trình diễn ra suôn sẻ và kết quả chính xác. Ai không phù hợp để chụp cộng hưởng từ? Khám cộng hưởng từ là phương pháp chẩn đoán hình ảnh y tế được sử dụng phổ biến, nhưng do tính chất đặc biệt nên không phải ai cũng phù hợp. Các nhóm người sau đây không phù hợp để kiểm tra MRI. Thứ nhất, người có các thiết bị kim loại cấy ghép. Quá trình kiểm tra cộng hưởng từ cần sử dụng từ trường để thu nhận hình ảnh, nên từ trường sẽ hút hoặc làm di chuyển các vật kim loại này, dễ gây thương tích hoặc các triệu chứng khó chịu khác cho bệnh nhân. Thứ hai là người sắp phẫu thuật phình động mạch hoặc là phẫu thuật não. Những ca phẫu thuật này thường yêu cầu cấy ghép các kim loại hoặc các vật kim loại khác vào cơ thể bệnh nhân để định vị và thao tác phẫu thuật. Chúng có thể bị nhiễu bởi từ trường, thậm chí là di chuyển gây nguy hiểm cho người bệnh. Vì vậy, những bệnh nhân này cũng không phải là đối tượng phù hợp để chụp MRI. Thứ ba là người có bệnh lý đặc biệt.
người mắc bệnh tim mạch hoặc là dị tật bẩm sinh tim, động kinh, sợ không gian kín và các bệnh tâm thần khác đều không phù hợp. Chụp MRI yêu cầu bệnh nhân phải im lặng, nhưng những bệnh nhân này thường khó giữ bình tĩnh, có thể ảnh hưởng đến kết quả thăm khám hoặc gây ra các vấn đề khác. Thứ tư là phụ nữ mang thai trong 3 tháng đầu. Mặc dù tác dụng của cộng hưởng từ đối với thai nhi vẫn chưa được xác định rõ ràng, nhưng vì lý do an toàn, phụ nữ mang thai trong vòng 3 tháng đầu nên tránh chụp cộng hưởng từ. Thứ năm là người có dị vật kim loại trong cơ thể. Dị vật kim loại như là răng giả bằng kim loại, hoặc là vòng tránh thai, hoặc là các vật dụng khác, chúng có thể bị từ trường gây nhiễu, làm giảm chất lượng hình ảnh hoặc là ảnh giả, ảnh hưởng đến kết quả kiểm tra. Ngoài ra, kim loại trong cơ thể có thể nóng lên trong từ trường, gây ra bỏng da hoặc là tổn thương mô. Thứ sáu là người đang điều trị, hóa trị hoặc xạ trị. Hệ miễn dịch của người đang điều trị, hóa trị hoặc xạ trị yếu hơn bình thường, do đó họ dễ bị nhiễm trùng hơn khi chụp MRI. Chụp MRI có thể ảnh hưởng đến hiệu quả của hóa trị hoặc xạ trị. Nói tóm lại là trước khi thực hiện kiểm tra, bác sĩ sẽ hỏi về tiền sử bệnh và tình trạng thể chất của bệnh nhân, đồng thời đánh giá tình trạng cụ thể của bệnh nhân để xác định xem việc kiểm tra có phù hợp hay không. Bài viết này chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là một chỉ dẫn y khoa. Quý vị nên trao đổi cẩn thận với bác sĩ để xem liệu có phù hợp với phương pháp này hay không. 5 loại nước ép rau củ tốt cho người bệnh tiểu đường. Nước ép cà chua, cà rốt, cần tây chứa các chất chống oxy hóa, giúp giảm viêm, giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch và có lợi cho mắt. Nước ép cà chua, theo nghiên cứu vào năm 2012 của Trường Đại học Khoa học Y tế Iran ở Tehran, thì khoảng 100 phụ nữ béo phì uống 330ml nước ép cà chua mỗi ngày và trong một tháng để đã giảm được các triệu chứng viêm nhiễm toàn thân. Nghiên cứu năm 2010 của Trường Đại học Khoa học Y tế Iran trên 32 người bệnh tiểu đường cho thấy ăn cà chua mỗi ngày làm giảm huyết áp và nguy cơ tim mạch có liên quan đến tiểu đường. Nước ép cà rốt beta-carotene là chất chống oxy hóa mạnh, có nhiều trong cà rốt, có đặc tính chống viêm cao. Beta-carotene được chuyển đổi thành vitamin A trong cơ thể, có lợi cho mắt của người tiểu đường vì người mắc bệnh này có nhiều khả năng gặp biến chứng về mắt. Cà rốt có lượng calo thấp, nhiều chất xơ nên hỗ trợ giảm cân, béo phì, là yếu tố làm tăng nguy cơ mắc bệnh tim, tiểu đường và một số loại ung thư. Nước ép cần tây, người bệnh tiểu đường có nguy cơ mắc bệnh tim cao hơn bình thường. Ăn thân, ăn lá hoặc uống nước ép cần tây giúp duy trì mức huyết áp ổn định và hỗ trợ điều trị huyết áp cao. Có lợi cho tim mạch vì chứa hàm lượng nitrat tự nhiên cao. Uống nước ép cần tây chứa nhiều vitamin C và polyphenol hàng ngày còn có khả năng kiểm soát cholesterol cao, là một yếu tố góp phần gây ra bệnh tim và đột quỵ. Nước ép cải xoăn. Cải xoăn có chứa lutein và zeaxanthin, làm giảm nguy cơ đục thủy tinh thể và thoái hóa điểm vàng. Hai tình trạng này có nhiều khả năng xảy ra ở người bệnh do biến chứng tiểu đường. Ngoài ra, lutein có thể ngăn ngừa xơ vữa động mạch, sự tích tụ mảng bám cứng trong mạch máu nên giảm nguy cơ mắc bệnh tim mạch. Nước ép rau bina, tức là rau chân vịt, có tác dụng chống viêm nhờ có hàm lượng lớn lutein beta-carotene. Ăn các loại rau lá xanh như bina thường xuyên ít có khả năng thoái hóa điểm vàng hơn. Các chất phytochemical, hoạt chất sinh học từ rau bina có thể ngăn ngừa tổn thương oxy hóa, điều chỉnh hoạt động của các gen liên quan đến trao đổi chất, tăng sinh viêm và chống oxy hóa, góp phần chống ung thư và béo phì, hạ đường huyết. Nó cũng kích thích tiết ra hormone, tạo cảm giác no, hạn chế thèm ăn nên giúp giảm cân. Người bệnh nên ăn rau bina tươi, uống nước ép hoặc là nấu chín. Cảm ơn quý vị đã lắng nghe Cadence Channel từ đầu cho đến cuối. Mọi ý kiến và đóng góp mong quý vị comment ở bên dưới. Nếu quý vị chưa subscribe thì mong quý vị nhấn nút subscribe để nhận được những thông tin mới nhất khi chúng tôi ra video mới. Chào quý vị và hẹn gặp lại quý vị trong video kỳ tới.